Xin chào các bạn. Ai cũng biết Singapore là một đất nước rất giàu có. Thu nhập của người Singapore đã bằng với phương Tây. Ưu thế của Singapore không chỉ là vị trí địa lý mà cũng bao gồm đa ngôn ngữ à, bình thường người Singapore là nói tiếng Anh nhưng cũng nói được tiếng Hoa. Có một câu nói đùa là nói rằng Singapore là một đất nước trái chuối à, vì dân tộc chủ yếu là người Hoa. Màu da là bằng nhưng chủ yếu là nói tiếng Anh cho nên nổi tâm là giống với người da trắng à. Thế các bạn từng có thắc mắc một điều gì không? Người Singapore sẽ thiên về Mỹ hay Trung Quốc? Trong video hôm nay tôi muốn phân tích một điều là Singapore 100% sẽ thiên về Mỹ. Tuy nhiên người Singapore cũng sẽ hy vọng Trung Quốc phát triển tốt. Tôi tin các bạn đều đã biết rằng nước Mỹ có thể sử dụng căn cứ quân sự ở Singapore và Singapore cũng có một phần bốn空军là补给ở nước Mỹ. Nói chung, lực lượng quân sự của Singapore chủ yếu là dựa vào kỹ thuật và sự huấn luyện của nước Mỹ. Vẹn vẹn điều đó đã có thể làm chúng ta biết rằng Singapore ít khả năng sẽ thiên về Trung Quốc thay vì nước Mỹ. Và nếu chúng ta nhìn rộng hơn thì sẽ thấy Singapore thực sự là một đất nước dựa trên sự thờ dân của nước Anh từ năm 1800 美金每岛年，但是这期都二战在的空过新加坡，就那爱加新加坡打独立的那么因紧张受美冷，因后黑的加这道管理和法律，就那日间话跳在那岸，例如这道阶段那跳这道 LCCI 和 ACCA 过那岸。中年纽国莫爱闹多，那按控执行政治阶段新加坡，可能那每分钟阶段新加坡是比特严。那按等喇叭主体者，那国家特海个体封酒声明等短体者，等那德国墨者控包者人啊，特约那西班牙，去那按特征新加坡，那离新加坡那么间隔连接遥边马拉卡，因为新加坡没得西镇话开塔，内弄那那。的起八度是动代过新加坡那位服务，做国防就是没断过过德国人。起新加坡独立那位过那人做法话好者，通过再挂战争，就能跳远达对新加坡打那么国家独立，任何公费得到服务利益过那人，纽空提那帮位忘恩负义。因嘛为背着那人打空费那把主体者，的起那人。正用计划马少到南无人金将不美等啊，得啦正用原则过农民，打绑为那样打卷绕把卷断狗做农民，昨天跳远达爱说新加坡啦服务做把卷断狗那样，背着快卷上服务做把卷断狗农民，你有新加坡得罪服务，特是啦绑为得罪李州东大国民，你有丢到空怀啦得啥？提些标题，新加坡打折腾，空更是无寄托或者多过分的，因嘛丢到空国可能衰啦，代表新加坡背着打折腾无登了电影。各位同仁，对新加坡快服务利益过农民，因如少何工啦矮化，多点过后啦认真的中国，就那如少何工个无内感受希望啊中国多。中国没有观众恨啦，代表顶顶爱打啦，空铁服务做利益国爱卡，牛八部快服务，提当然啦希望爱卡，个体贵重民，贫重民，新加坡恭维，对为农民还啦内种啦分地，新加坡啦无间隔地和右边做啊，话业务做啊，牛吉本个改 video 认真个对提识别，聊到啦你做大少爱新加坡八部快和电话。对为封地，牛中国更爱更发展，提标题提振就啊更爱更观众，公社标题公众过新加坡更爱更贴要。昨天对为新加坡，牛中国热发展话明咩？何为空怀那位中国社好者好，那位好个体内为封地人，系背着 M 二九啊个体走跌流落，话台买为英，白点英。共对共个体接触中国或后别学，未对个体内的点化，提背着留 M 空怀观众谂，留 M 空念贵重 M， 就念回着去迎替中国发展，连新加坡特使认为，应丢多怀是无无条件，得啦中国空门特特分地，
New Trung Quốc không có thể thách phương tây, Singapore có thể làm bạn với hai bên. New Trung Quốc thử thách thì Singapore phải chọn bên và chỉ có thể chọn nước Mỹ. Có lẽ các nước khác ở Đông Nam Á không cần chọn, nhưng Singapore bắt buộc phải chọn. Nếu không có sự bảo hộ của phương tây, có lẽ Singapore sẽ bị Mã Lai hay Indonesia nuốt lại. Các bạn thân mến, bây giờ ai cũng nhìn thấy rất rõ là Trung Quốc đang thử thách phương tây. Điều đó tất nhiên làm ngày Singapore rất lo, cho nên Thủ tướng Lý Hiển Long mới cảnh báo rằng nước Mỹ và Trung Quốc đừng phán đoán sai lệch về tình hình Đài Loan và đừng tạo nên kết quả đáng hối hận. Thật ra câu này là nói cho Trung Quốc. Theo quan sát của tôi, ngày Singapore luôn có một cảm giác ưu việt, vì họ thấy mình là nói tiếng Anh, cho nên có thể nhìn rộng hơn, nhìn xa hơn. Cho nên khi họ thấy Trung Quốc muốn thử thách phương Tây, thật ra có một suy nghĩ thấy Trung Quốc là lấy thúng úp vôi, và họ cũng lo ngại nếu nói chân thật sẽ xúc phạm cảm xúc dễ vỡ hòa của người Trung Quốc. Tôi thấy bây giờ có lẽ là trong nội tâm của họ muốn nói với người Trung Quốc rằng ngoan em, ngoan em, học hành đi, đừng đi đánh, nếu bị đánh chết thì sao, anh vẫn phải giữ em làm tiền mà.